Lát này, xã Tam Trung này, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hôm nay ngày chính của chợ phiên. Đây là khu vực đầu ngoài mới vào của chợ này. Rất nhiều các mặt hàng. Đây, trên kia là cảnh núi Lát này. Đây là cái tên của chợ nhé mọi người nhé, chợ Ta Lát nhé. Đấy, hôm nay là mình quay toàn cảnh cho mọi người xem thôi. Còn đến lúc mình sẽ có các cái clip riêng của các cái ẩm thực, các cái hoạt động văn hóa ở chợ này cho mọi người xem. Mọi người cứ đăng ký theo dõi kênh Tuần Vùng Cao của mình sẽ được theo dõi nhé. Đấy, xin chào nhé. Đây là quang cảnh khu vực chợ này mọi người này. Chúng tôi vào đến đầu khu vực chợ là được anh em bên cơ quan y tế cho dùng nước rửa tay sát khuẩn này và cấp khẩu trang. Đây, cấp khẩu trang đây này. Đây là mình đeo khẩu trang vào đi vào chợ nhé mọi người nhé. Vào chợ đi. Chào anh em nhé. Đây cơ. Đi vào chợ đi ngắm. À, anh. Đây, đang rất nhiều gian hàng nha. Quần áo, đồ ăn uống. Đây là hoạt động thể dục thể thao. Sáng nay thì anh em có quay lên cái cảnh múa hát văn nghệ này, nhưng mà về lúc sáng mình bận nên mình chưa sang. Đây gian hàng đồ chơi, kia là các vận động viên của các bản đang tham gia thi đấu thể dục thể thao. Để mình vào thì quay cái gian hàng váy áo đồng bào dân tộc Mông cho mọi người nhé. Tí nữa các cái đồ son chở mát chở. Chợ hôm nay rất đông chính viên. Đây là anh em đi chơi á, chỗ nào rất là đẹp, nhiều trang phục đẹp. Rồi thì mình vào chồng nha. Mình quay cho mọi người biết quang cảnh chợ cái này. Đây là khu vực nghỉ ngơi ăn uống. Đồ ăn nhanh. Thank you.
nông phụ của bà con nhân dân. Đây toàn là nông sản và các sản phẩm cao. Mùa hông để đồ xôi đây mọi người. Đây đồ xôi này. Chỗ đồ xôi đấy. Bây giờ họ đan rất đẹp. Này cái giỏ để đựng cá này. Chài. Ngắn lắm mọi người. Cái này có 450 chai. Rẻ thôi. 450 à? Vâng. 600-700 kia. Mình bán thế thôi. Trời này trời hình như đan bằng máy đúng không? Mới rồi đúng không? Trời rẻ nhưng mà văng không quả lắm mọi người. Không bền. Cái nhà hàng này rất nhiều đồ. Thì mình sẽ đi mua một số đồ để đi dạo một vòng quanh chợ là để cho mọi người ngắm lại nhé. Rất nhiều đồ chơi trẻ em. Vòng lại đi. Để xem này, cái kính này. Này chú ơi, xem cái kính này này. Chú đi làm thầy bói. Giờ nhiều đồ hay phết. Để đi dạo qua đi. Đi dạo qua phố cái này cái này. Này kênh Tuấn Hùng Cao sẽ cho mọi người nhận toàn thành của mình chứ. Mọi hôm là mình đi mua ẩm thực là mua đồ ăn là toàn vào những cái hôm không đúng chợ phiên. Hôm nay là phải tranh thủ đi đúng chợ phiên để quay cho mọi người tìm hiểu. Tí mua quả nung nát kìa chú ơi. Tí mua quả nung nát về nộm ăn hai phết. Ở đâu? Trong đây à? Đây. Đây là khu vực mọi hôm mà mình hay đi mua đồ ăn sẵn này. Hôm nay rất là đông người này. Quanh phố. Tí nữa mới ngồi xong. Anh đi lượn đi. Nhiều thì được chứ. Không, bây giờ chỉ ngồi nghỉ chân thôi chứ không nhậu đâu. Ai mà phải bị phụ trách?
em đang mời vào ngồi nhưng mà chưa, mình đang muốn quay đã. Quay toàn cảnh rồi đã. Vâng, đây là có châu chấu à cào cào à. Châu chấu. Rồi rồi, cảm ơn ạ. Bộ em về ta. Bây giờ không có ngồi được. Đây rộng lắm. Toàn các món ăn rất là đặc trưng. Đây là khu vực các bà bán các sản phẩm của vùng cao luôn này. Đấy, đây là khu vực ở phía trong của chợ này nhá, mọi người nhá. Này là mình hay mua đồ ăn sẵn. Đây cái cảnh núi mây đẹp lắm này, cái này để mà lúc nãy mình sang sớm là mây nó sẽ ở lưng chừng núi đoạn này rất là đẹp. Rồi có khi là tạm dừng clip đây nhé mọi người nhé. Bán cái gì thế này à? Hả? Thế nha, mình tạm dừng clip nhé mọi người nhé. Để phiên chợ sau mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nhé. Và đừng quên ủng hộ cho kênh Tuân Vùng Cao. Và chia sẻ các clip hay của kênh nhé mọi người nhé. Khu vực ăn uống không dám vào đâu. Bây giờ vào là gặp toàn người quen, anh em bạn bè đây. Vào kiểu gì cũng bị mời. Chào. Đây nha, tí nữa anh lấy đồ xong. Đây là canh nha. Tí nữa mình qua đi. Tí mình mới qua đi mua đồ. Bây giờ đi quay cho mọi người thôi nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người đây. Các cái món ăn của Tuân Vùng Cao này. Đây là cá sấu, cá tươi này. Mấy cá chín này này. Cá nướng. Nộm đây. Đang đi tìm nộm. Cho anh một bát đi. Với mùa có măng sôi canh. Canh lắp. Này ăn canh lắp chứ. Có phèn này. Mây à? Ngay về ở đây. Ngay về nấu bác. Cái này về nấu canh à? Nấu canh đây. Canh uôi à? Đây em có rồi. Em hôm nay là ăn canh khác. Này ăn canh láp à? Canh này. Mua xôi này, mua nộm này. Hạt khén nha, nhiều hạt khén nha, bao nhiêu bó đây? Cho anh một bó đi. Cái hạt khén này về nấu các món ăn của Vùng Cao này, có cái món hạt khén này mọi người nhé. Mấy bó già già rồi. Lấy một bó này. Nhà đang còn đây. Đây túi hạt khén này 20.000 một túi, 20.000 một bó này.
Đó, hôm nay đi mua đồ ăn này, rất nhiều đồ ăn này. Hôm nay mình chưa quay chi tiết cái món ăn đâu mọi người nhé, vì hôm nay mình mua đồ về. Hôm nào mình đi nhậu ở đây mình sẽ quay chi tiết các món ăn thêm cho mọi người xem. Các đồ thổ cẩm, đây là chài với lại các cái ép cơm, chân váy thổ cẩm với ví thổ cẩm này. Các cái ví thổ cẩm của trang phục đồng bào Thái. Xin chào mọi người nhé, mình về đây, khác lại quay lại chợ sau.